Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Kia Morning nhập khẩu bản đủ SLX số sàn đời 2009 và giá chưa đến 200 triệu, một chiếc xe chính chủ tư nhân không qua dịch vụ taxi một ngày nào cả. Thì đây là toàn bộ tổng thành về chiếc xe. Chiếc xe là một chiếc xe màu trắng số sàn và form dáng mắt hạt xoài, bản nhập khẩu, option khá là đầy đủ về hệ thống ABS, bóng khí, xi nhan gương. Đây, toàn bộ hệ thống pha đèn này và đèn sương mù cũng như là toàn bộ mặt ca lăng. Một chiếc xe biển 89 Hưng Yên và sơn si gầm bệ, máy móc đã được dọn rửa khá là kỹ và giá chỉ đến khoảng 175 triệu là đã bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi. Thì đây là một chiếc xe nhập khẩu. Đây, toàn bộ hệ thống la răng này. Đời 2009 số sàn. Xe chỉ cần tắt chìa khóa là gương sẽ cụp. Đây. Đó, tôi tắt chìa khóa là gương sẽ cụp tự động. Nhập khẩu nguyên chiếc và sơn zin vẫn còn và toàn bộ hệ thống ốc cánh cửa này. Tất cả những chi tiết đều còn nguyên bản, keo chỉ bảo hành và táp ly nỉ nguyên. Cũng như là gương kính chỉnh điện. Đó. Thì đối với dòng Kia Morning này có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nếu chúng ta để mà tính đủ các phiên bản nó sẽ hơn chục bản. Thì đây là một chiếc xe bản đủ nhập khẩu SLX số sàn. Đây. SLX này. Đó. Toàn bộ hệ thống răng giật và hệ thống đinh bấm đằng hông này cũng như là keo chỉ nguyên bản. Đó, đây. Toàn bộ keo chỉ nguyên bản và khoang cốp này. Thì đối với dòng Kia Morning này tôi đã làm rất nhiều video rồi. Thì tôi chỉ làm giới thiệu chi tiết về con xe để quý vị các bạn cùng tham khảo thôi. Và đây là quả lốp dự phòng. Đó. Xe đã được làm chống ồn. Đây. Tất cả về đèn hậu hay là tất cả các thông số trên kính, tất cả các kính đều còn nguyên. Xe táp ly nỉ nguyên. Nội thất là nội thất da hai màu, màu đen và màu ghi. Đó. Hiện tại mà thời tiết đang mưa nên là tôi quay ở trong xưởng nên có thể nó sẽ tối một chút. Thì tôi sẽ cố gắng quay chi tiết. Nếu bác nào có nhu cầu thì có thể kết bạn Zalo thì em sẽ gửi ảnh cụ thể hơn. Đó, đây toàn bộ táp ly này. Đó, keo chỉ nguyên bản. Về phần mặt táp lô. Rồi. Xe màn hình trên gương. Màn hình trên gương. Chiếc xe nhập khẩu thì màn hình trên gương. Và toàn bộ trần nỉ vẫn còn nguyên. Đó, trần nỉ nguyên bản. Và hệ thống vô lăng cũng như là mặt đồng hồ. Đây. Đó, đầy đủ ABS. Xe đang chạy khoảng 13 vạn. Đó. Khi mà mở chìa khóa là sẽ gương nó sẽ tự xòe và tắt chìa khóa gương tự cụp lại. Đó. Toàn bộ mặt táp lô này sần nguyên, không hề có dấu hiệu gì về taxi dịch vụ cả, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước đối với chiếc xe này. Đó. Tất cả những ốc này đó cũng như là táp ly, gương kính chỉnh điện, xe nhập khẩu, điều hòa hoạt động rất là tốt, xe đẹp, lốp lam còn rất là mới luôn. Và đây là toàn bộ hệ thống lốp này, lốp rất là mới, cả bốn lốp và la răng đúc. Đây, lốp này rất mới, dàn lốp mới. Khi quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chúng ta lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Đó. Đây. Tất cả chi tiết này về toàn bộ tổng thành. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thì đối với những chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ gầm bệ thân vỏ nó sẽ chắc chắn hơn với những chiếc xe bản trong nước. Đấy. Cả thông số này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Kia Morning đời 2009, xe nhập khẩu số sàn, xe 4 máy. Đó. Toàn bộ răng, tất cả hệ thống đinh bấm này và keo chỉ lắp cabo. Toàn bộ da máy, xe chạy hơn chục vạn,
R2009. Và xe nhập khẩu thì đối với dòng xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu nó chỉ rơi vào khoảng 5 cho đến 6 lít 100 cây, chạy rất là ít. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Kia Morning nhập khẩu 2009, xe số sàn, có giá 175 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.